Ok, và xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với chế độ đấu trường chân lý của mùa 9.5 và cùng nhau xây dựng những đội hình bá đạo nhất mùa 9.5 nhé anh em. Let's go. Khởi đầu thì mình đang sở hữu một cái loại công nghệ, đó chính là trái tim của trinh phạt ở vòng 2.1. Thì chắc là sẽ đánh một cái phong bài liên quan đến trinh phạt đi, chứ không thì chấp lõi thì sẽ rất là phí phải không nào. Một nhân bản tướng cỡ nhỏ hay này, thì chắc hẳn là anh em cũng đã biết rồi, trinh phạt thì nó sẽ tăng thêm khả năng chí mạng và sát thương chí mạng đấy cho những vị tướng trinh phạt. Và hai cái này thì nó hoàn toàn khác nhau nha anh em nhá. Tỷ lệ chí mạng thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng là 100% là tối đa, còn sát thương chí mạng thì anh em mình có thể gọi là vô hạn đấy, vô hạn sát thương chí mạng nha anh em nhé. 100% là đã auto crit rồi, còn sát thương chí mạng càng nhiều thì đam sẽ càng to. Ok, và để có thể tăng thêm cả cái sát thương chí mạng này lên thì anh em có thể hướng đến là những cái trang bị như là vô cực kiếm, găng bảo thạch, khảm bảo thạch đấy. Khảm bảo thạch thì nó sẽ có ba lõi, lõi bạc, lõi vàng, lõi kim cương, ở ba lõi này. Chặng này thì mình sẽ thực hiện luôn một cái ý tưởng siêu điên rồ của một bạn đã bình luận ở trên kênh YouTube của mình, đó chính là làm về Darius 3 sao kết hợp với 6 trinh phạt để xem là nó sẽ như thế nào. Ý tưởng này phải nói là rất hay và thú vị, cho nên là mình sẽ thực hiện luôn, chơi luôn. Loại 2 là loại gì đây? Cộng mệt nghỉ, Lauren bất định, thuật sư thiện chiến. Tức là phải đổi lại cả ba lõi này rồi. Mình thì đang tìm một cái mà khảm bảo thạch á. Cầu hồi phục. Hoàn toàn tự nhiên. Thôi. Cầu hồi phục đi. Cái này thì không khác gì một cái lõi hồi máu cho những cái vị tướng mà kiểu hạng ngục gần nhất. Poppy 3, Piltover. Căng vậy. Quả này thì Darius nó giống kiểu như chiến lợi phẩm vậy. Cái cầu hồi phục này thì nếu như mà Darius của chúng ta hồi nhiều, nó kiểu nó đầy bình ấy, thì sẽ hồi máu cho những cái vị tướng xung quanh. Còn nếu như Darius thấp máu và nó hạ ngục một cái vị tướng nào đấy thì nó sẽ hồi phục máu luôn cho Darius. Lỗi này hay này. Giờ thì anh em mình đi săn Darius thôi. Khởi đầu thì cũng không có Nosurt luôn. Có Nosurt thì anh em mình tích một vài cái stack trinh phạt cho Darius trước cũng được, nhưng mà không có anh em ạ, bực thật, không thấy con sờ game nào, ảo vãi. Và cái vùng đất của mình đang chơi ở cái trận này thì là vùng đất tổ ấm. Ở vòng 4.5 thì chúng ta sẽ có một cái trang bị Grand, những cái item trên người những cái vị tướng thành trang bị cực phẩm. Những trang bị cực phẩm thì nó là trang bị ánh sáng nha anh em nhá. Rồi. Vẫn chưa thấy Swain đâu cả. Darius cũng chả thấy luôn. Nhưng mà có Darius vào cái vị trí của Nautilus, anh mình sẽ kẹp thêm con Samira vào. Đấy. Bốn trinh phạt. Băm thì cho team bạn vỡ hết. Vỡ đầu hết. Trái tim của dũng sĩ và cặp đôi hoàn cảnh. Rồi xong lại một cái nhà này. Nhà này là trái tim dũng sĩ nhưng mà lại thích chơi Demacia rồi. Tại vì có phiêu ra sớm cho nên là thanh niên này quyết định là xoay bài luôn à. Ui. Để coi nào. Poppy 3 sao luôn. Dương thiết. Mà con Poppy thì trâu quá các bạn ạ. Vừa trâu vừa nhanh nữa. Và mình trong cái quá trình mà làm video thì mình cũng sẽ giải thích những cái thắc mắc của anh em ở trên kênh YouTube của mình luôn. Nhiều bạn hỏi mình là bây giờ làm cách nào để có thể lên được con Poppy 4 sao hay không? Tại vì Heimerdinger thì có thể lên được 4 sao. Thì không biết là có lên được Poppy 4 hay không. Mình nghĩ là không thể các bạn ạ. Cái cơ chế của Red Game chắc là nó sẽ đưa ra cho riêng một mình con Heimerdinger mà thôi.
Mà nếu như mà chúng ta lên được Poppy 3, Heimerdinger 3 đấy, thì nó sẽ ưu tiên con Heimerdinger hơn. Chứ ai lại đi lên con Poppy 4 làm gì, đúng không? Rồi, xuất hiện luôn Darius thì mình sẽ thay đổi cái form bài luôn. Đây, 4 chinh phạt, 3 nâu sớt và 2 dũng sĩ. Đội hình này đẹp ổn này. Ui, bây giờ mình ra Swain ạ. Giờ mình ra Swain thì hơi muộn. Có Darius rồi thì Swain làm cái gì? Rồi, nhà này, ui, nhà này hình như là AFK rồi. Nhiều tiền và thêm một cái trang bị. Bây giờ là máy chiếu, phong kiếm hay là tụ bạo dây ke. Chúng ta không thể nào mà lắp từ những trang bị thành phần nữa. Cũng nhiều anh em đặt ra cho mình một cái thử thách là làm về ba tụ bạo dây ke. Thì mình thấy là nó hơi bất khả thi. Tại vì những trang bị hỗ trợ thì nó bị trên người những cái con hình nộm rồi. Còn những cái lò rèn thì nó đôi khi là nó cùng lắm là hai cái là căng anh em nhỉ. Ừ, hai cái là căng. Hàng chờ các kiểu. Ba cái thì mình nghĩ sẽ rất là khó các bạn ạ. Cho nên là mình sẽ ưu tiên những cái ý tưởng nào mà nó hay này, nó bá đạo trước. Còn những ý tưởng mà thực sự mà quá khó thì mình cũng sẽ phải căn xem là cái trận đấu nào mà có thể làm được ý tưởng nào. Cho nên là một vài những ý tưởng mà mình chưa thực hiện được của anh em thì anh em thông cảm giúp mình nhá. Cứ từ từ. Và mình cũng cần thêm rất là nhiều cái quả mà idea của anh em nữa. Cho nên là anh em nào mà thích mình làm về đội hình gì thì anh em hãy mạnh dạn comment ở phía dưới giúp mình. Mình sẽ cố gắng làm những cái ý tưởng của anh em và mang đến cho nhiều anh em biết hơn nữa. Và nhớ ủng hộ mình một like và một đăng ký kênh để mình có nhiều động lực ra những cái video chất lượng hơn. Nhanh em nhá. Đây, 35. Bây giờ thì Darius của chúng ta. Ui, người này 35, 35, 75. Tỷ lệ chí mạng và sát thương chí mạng 55 và 75 ở cột mốc 6. Chúng ta còn thiếu Nila và Sejan nữa. Rồi, Katarina 2. Bây giờ thì mình sẽ slow roll tìm Darius 3 thôi. Cũng có một cái nhân bản tường cỡ lớn ở đây, à cỡ nhỏ ở đây, cũng giúp cho mình dễ dàng lên được Darius hơn. Và cái phần quan trọng chắc chắn là những cái nút D của anh em rồi. Ông nào tay hên thì Darius 3 sao sớm. Còn ông nào mà tay thối thì không biết nó sẽ như thế nào nữa đây. Không biết là nó sẽ như thế nào nữa đây. Zoe Dimit Galio 3 sao. Sao dạo này cũng nhiều anh em chơi cái form đền Marcia mạ vàng đấy nhở. Nhà này level 6 có Galio 3. Và anh ta cũng vừa mới lên cho mình được con Queen nữa. Lợi hại đấy. Về căn bản thì Demacia nó đã trâu rồi. Bây giờ là 3 sao. Đấy, cộng thêm cái độ trâu nguyên bản nữa thì thôi. Chịu luôn. Lõi gì đây? Không phải hôm nay thôi dẹp. Đấy, cái đồ hỗ trợ này. Ui, khảm bảo thạch à? Ui, tỷ lệ chí mạng này. Đánh cắp sinh lực. Đòn đánh và kỹ năng chí mạng chúng sẽ hồi máu cho đồng minh thấp nhất bằng 1% máu tối đa của đồng minh đó. Cái đánh cắp sinh lực này là một trong những cái lõi mà hồi máu cực ngon khi mà anh em mình chơi chinh phạt luôn. Cho nên mình sẽ phải lấy. Chứ lấy khảm bảo thạch nữa thì nó có vẻ như là hơi nhiều quá. Nhiều quá thì không hay. Thế nào thì cũng phải vừa vừa thôi. Ba vô cực tỷ lệ chí mạng là đã rơi tầm khoảng 100% rồi. Thêm một chinh phạt này nữa thì thôi. Phải cần thêm những cái mà lõi trang bị, lõi hồi máu ấy. Tôi là tôi tính lắp hai cái vô cực kiếm và là một cái bàn tay công lý cơ.
Nhưng mà ý tưởng của anh em là ba cái vô cực thì mình sẽ phải chọn những cái lõi mà có khả năng hồi máu để có thể tối ưu về mặt hồi phục cho Darius. Má mấy anh em này mạnh thế, quá khủng khiếp. Mình chỉ còn lại 34 máu mà thôi. Bây giờ thì vẫn chưa lên được Darius 2 nữa. Nautilus này. Cái gì đây? Darius 2 đi. Ok. Tốn rất là nhiều vàng luôn. Rồi. 5 Nautilus đi anh em ạ. À. Nhưng mà mình sẽ tích tiền. Tuy là những cái hiệu ứng chinh phạt bây giờ thì cũng chưa có nhiều. Được tí nào thì hay tí đấy. Xoay ra. À, không ra nhiều Darius như mình nghĩ. Level 7 là 35%. Ra mấy cái thứ quỷ quái gì đâu không à. Đúng rồi. Bam đi. Búp. 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 Ồ. Mới được triple kill thôi. Đang làm quả quara kill. Cái màn Zenith 2 sao khá trâu. Ok. Trân trọng từng những cái trận thắng một để có thêm những hiệu ứng của chinh phạt, chinh phạt của Nautilus. Cái gì đây? À, chắc mình sẽ lấy Azir, sẽ lấy Belvet được không? Lấy Belvet 5 tiền được không? Tôi cứ tưởng là nhà kia lấy cơ. Tại vì hai con này được chênh lệch 1 tiền. Chút nữa mà anh em mình mà bỏ lỡ con Belvet này mà thiếu 1 tiền lên Darius và cút luôn thì lúc đấy hối hận không kịp đâu. Cho nên là cái gì mà anh em tối ưu được, cái gì mà cẩn thận được thì anh em mình cứ cẩn thận. Rồi siêu cô đây rồi, đây rồi, đây rồi, để mình lấy cái mà trang bị tuyệt phẩm ấy, thiên cực kiếm. Ui ôi cái quả mà đồ ánh sáng này thì thôi băm nát đít hết. Nila, Ace, Swain, Mordekaiser. A xe không chừng là lên 3 sao luôn à. Form này thì anh em mình lên 9 thì phải nói là mạnh nhất server rồi. Nhưng trước khi mà lên được level 9 thì mình phải roll tìm con Darius 3 trước. Nhà này không chừng cũng tính chơi chinh phạt đây. Zihin này, A xe này. Mày này. Mày này. Ui, mày này. Ôi, 3 cái. 5.000 tư đam. Đấy, sát thương chí mạng của mình là hơn 200% rồi. Belvet à? Ui. Level 7. Có luôn Belvet. Nãy có một con rồi mà mình lại không chơi. Nhưng mà cũng chả có chỗ nào mà nhét được con Belvet này vào. Con nữ chúa này. Hơi mệt mình với cái nhà mà nhiều máu. Nhà này thì 6 để mà 3 đồ tể. Đang tìm con Zavan à. 32 vàng. Tích tiền một chút và anh mình roll roll cho nó ác nha. Đây, ông này xếp cho mình 31 sứ giả luôn mà. Mới có 15% trên 35% thôi. Bài thế. Nguyên sàn luôn. Ác vậy. Trời ơi cái bộ hư không mạ vàng này khó chịu dã man. Chẳng lẽ anh mình đóng một cái gì khổng lồ để counter cái nhà này à? Má, nhưng mà lỡ hứa với cái anh em ở trên YouTube rồi. YouTube là làm về vô ba vô cực chứ. À, chứ làm cái gì thì chắc là ngon hơn đấy. Ừ, ngon hơn là cái chắc. Hoặc làm cái bàn tay công lý. Ừ. Thôi. Chơi, chơi cố đi. Đã hai vô cực rồi, bây giờ có cái trang bị vô cực thứ ba, cái mảnh ghép cuối găng thì đã có sẵn ở đây rồi, chỉ cần chờ thêm BF thôi. Má không có BF thì khóc luôn này. Đây BF luôn, trang bị vô cực thứ ba, let's go. Một cái bút rồng này, một cái dây chuyền, không dây chuyền trục tội đây. Hiện nay thì quyền năng đi nhở. Quyền năng cho Mordekaiser nó trâu trâu tí.
Nào Darius ơi, sao nãy giờ mà không sang con nào thế? Ừ, hai con nữa, hai con nữa. Hai con nữa thôi. Mordekaiser. Ui, một con cuối. Maroon, một con nữa thôi mà. Nhà này xem nào. Mày này. Ui, ảo thế. 232 em. Mà thằng nào mà xúc đam được Darius nhà mình hay đấy. Nhờ. Nào mà xúc đam kinh dị thật. 20 máu. Đừng gặp nhà hư không nữa là được. Xây ra 2 à? Tạm thời thì chưa cần xây ra lắm. Nila 2. À, bán xây ra đi em ơi. Con nữa thôi. Tập người nào mà yếu đuối tí anh em mình bắt nạt xem nào. Bắt nạt chút được không? Ừ, hình như là nhà này cá yếu đuối này. Băm được. Băm được. Darius. Hay. Giờ là một con Darius nữa nào. Ra mau đi. Hên là gặp nhà này Sida hột gà chứ. Mà gặp mấy nhà mạnh quá thì anh em mình đi luôn ấy. 20 máu. 196%. Sát thương chí mạng. Ai à, không ra luôn à. Không ra luôn à trời. Bắn tỉa này. Để Demacia Bill Water 6 hư không. Xếp bên này thì anh em mình còn đối đầu với nhà Bill Water cái. Thôi xong rồi. Má cầu trời pha này win. Sứ giả cho vãi. Bám đi. Băm. 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 Băm ua. Xong băm bên kia. Băm sứ giả như nào. Đúng rồi. Đúng rồi. Pentakill. Quay chém non sớt. Được quá nhờ. Trời ơi, cũng không có Darius ở đây luôn. Mà cũng không có một ấn trinh phạt hay là gì. Tiếc thế. Mình sẽ lấy thêm trang bị phòng thủ vậy. Đánh nhẹ cái vương miện này đi. Cho Mordor. Mordor thì nó sát thương phép thì cầm trang bị này cũng rất là ngon. Khó khăn thế nhở, anh em ơi. Darius đi. Trời ơi. Cảm giác khó chịu. Kinh khủng. Còn một tiền. Di hình thì sao bán đây. Rồi gặp nhà Demacia. Này thì mình sắp ăn mắm rồi. Sắp ăn mắm hết đến nơi rồi. Ai? Bill Water. May ông này đi la 11 đây. Nhưng mà TF3 mũ phù thủy ánh sáng. Băm đi. Băm đi. Băm đi. Băm đi. Hay. Nice. 7007. Con số 7 là con số phải nói là may mắn. Nào. Ra đi rồi ơi. Tao xin mày đấy, đây rồi. Bảy đế Masia mày ra đây. Ra đây solo. Solo với trai bản Darius xem nào. Hiệu ứng chích vàng của chúng ta bây giờ thì cũng đã gần đi đến cột mốc max rồi. Là 30% trên 35. 259. Sát thương chí mạng.
259%. Anh em xem nào. Thằng này có áo choàng gai này. Mày này. Mày này. Ôi áo choàng gai nó khắc chế. Khắc chế ác thật. Ui không làm thằng nào xúc đam đa đất của mình đi nhanh đấy. Fira với cả Sona à. Ok, may vẫn win. Nhân vật chính nằm xuống trước nhưng nó đã gánh chịu rất là nhiều sát thương rồi. Giờ làm sao để có thể lên được 6 chinh phạt đây. Thì cho cái mánh chém này của mình này. Anh em xem này. Mặt rất là hung dữ. Trán cao rộng. Đấy, tướng làm qua luôn. Tướng làm kiểu đi chỉ huy binh lính các kiểu ấy nhở. Dìu mạo vàng. Ừ. Dìu mạo vàng chiến quá rồi. 36. Sẽ lấy thêm những cái trang bị mà phòng thủ rồi. Găm máu không? Thích nghi này cũng ngon này. Thích nghi này hàng đầu được thêm giáp khắc phép. Tay xếp sâu sâu thì xếp bằng 2 chứ không là bị sốc đam mệt lắm. Ui mạ vàng bi water luôn. Bên này thì mạ vàng hư không luôn. Nhà Zoe đi mid thì lại mạ vàng luôn để Marcia. Mình thì chỉ có một con 3 sao thôi. Chất lượng quan trọng hơn số lượng. Anh em xem này. Quả chất lượng nào. Quả chất lượng nào. Quả chất lượng nào. Chất lượng nào. Chất lượng nào. Nữa đi. Chất lượng nào. Chất lượng nào. Chất lượng nào. 16.600 sát thương. Giữ chưa, giữ chưa. Giữ chưa bà con. Về cót 3. Về cót 4 sao là tôi còn sợ. Chỉ về cót 3 thì ra đây. Nào thì sắp lên 3. Quá khủng khiếp thì ta cũng đã vừa có thêm được Zenix 3. Bắn tỉa. Bill Water. Nhưng mà đồ đạc thì nó hơi CC ấy anh nhỉ. Sida vãi. Có đồ TF các kiểu Nila đẹp. Đồ Zenix nhân vật phụ à? Rồi xong rồi. Lao vào cái vị trí hiểm rồi. Lao vào vị trí hiểm rồi. Lao vào. Ui. Đúng vào cái động bàn tơ luôn anh em ạ. Bổ không trượt phát nào. Bên này thì sao? Nhà hư không thì cũng đã ăn được. Nhà quá khủng khiếp. 32 vàng. Hơi lên cấp đi. Trận này thì mình cũng không thể làm lên được level 9 rồi. Bây giờ thì phải cầu nguyện để tìm kiếm con tìm kiếm một cái ấn của Norset hoặc là một ấn của Trinh Phạt thì chúng ta sẽ chơi được form bài 5 Norset và 6 Trinh Phạt. Cố lên bà con ơi. Thế này mình sẽ gặp bạn Kiệt này. Xây ra 5.000 máu cơ. Lớn lên là 6.000 ma. Chúng ta ở nhà này nuôi cũng ác này. Nuôi ác. Véo cót 3 đâu. Bám tiếp đi anh ơi. Sao lại dừng lại thế. Thiếu một chút sát thương. Mày chạy đi đâu. Đam ảo diệu thật. Có ấn không. Oh shit. Ấn luôn ạ. Ấn trinh phạt luôn anh em ạ. Đã thế trời. Một cái game đấu mà nó hoàn toàn là nó theo sự sắp đặt của mình luôn. Nhưng mà không có cái dàn dựng từ trước nha. Mình nói không với dàn dựng từ trước. Đồ dàn dựng mà thuê người vào chơi nó chán vãi cả đái ra. Không khác gì anh em. Tôi kiểu kiểu chơi game mà kiểu lập trình. Tôi không bao giờ dàn dựng các kiểu đâu. Nhiều anh em cũng bảo mình thuê 7 người vào chơi. Trời ơi. Tiền thì không có. Tiền đâu mà thuê. Ừ. Tiền đâu thuê.
Thuê vào nó nhàm vãi đái rồi. Và content nào tôi khó lắm cũng thực hiện hết luôn. Chơi game mình vui vẻ là chính chứ. Ai lại đi dàn dựng? Ui, 3.000 đam, 311 sát thương chí mạng, sát thương phần trăm sát thương chí mạng anh em ạ. Quá lợi hại rồi. Quá lợi hại rồi. 19.000 sát thương. Rồi thôi. Bây giờ thì cùng lắm chúng ta lên cấp kèm thêm một Nasus thôi. Mà đây khả năng là một cú mài dao cuối cùng của Darius. Lõi đẹp vãi. Trước đây có cái lõi chiến lợi phẩm thì ngon hơn. Anh em nhỉ? Tăng tốc nào? Ừ, tới bây giờ tôi tăng tốc đây. Tăng tốc luôn. Không có sự thay đổi gì nhiều và anh ta cũng không roll lên được con Rek'Sai 3. Khá là nhỏ. Bam đây, bam đây. Mày này, ui, bam quả đầu tiên mà vào sứ giả luôn à? Quả thứ hai nào, quả thứ hai bay luôn sứ giả. Ui gì đây? Cái gì đây? 17.000 nam. Và một lần nữa cảm ơn anh em rất là nhiều vì đã theo dõi cái video lần này của mình. Thì ta hay đừng quên để lại cho mình một like, một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại anh em trong những video sắp tới.